Vũ xin chào cô chú anh chị ha. Thì hôm giờ cô chú anh chị Vũ làm bẫy ha. Vũ làm bẫy từ giấc sáng hôm qua tới bây giờ, làm những cái lợp gắn mối nè. Thì để hôm nay đi đặt gắn mối, tại vì lâu rồi Vũ cũng không đi đặt lợp gắn mối. Cô chú anh chị cũng có mấy ông anh ổng kêu là đi đặt gắn mối đi, để có thì đem bán cho mấy ổng. Thì hôm nay Vũ làm lợp và sửa lại những cái lợp của mình, rồi xách ra đồng để đặt lợp gắn mối nha cô chú anh chị. Rồi Vũ mời cô chú anh chị xem coi cái cách đặt lợp gắn mối của Vũ sao ha. Nè, hôm nay Vũ đi đặt gắn mối thôi. Hôm nay Vũ giới thiệu cho cô chú anh chị một cái mẫu lợp mới nữa ha. Cái này thì Vũ đã đặt lâu rồi cô chú anh chị, nói chung là hiệu quả cao lắm. Đây, Vũ cho con dế vô đây đây. Đó, cũng được hai mấy cái của chú anh chị ơi. Với lại lợp Vũ hư rồi, hôm qua Vũ cũng làm lại rồi sửa lại mới ha. À, đây dế Vũ mua ngoài chợ nè. Hôm qua thì làm rồi đặt thí nghiệm trước hai cái, dính hai con của chú anh chị thấy không? Đó, Vũ tranh thủ đi đặt đây. Nói chung là tỷ lệ dính cao lắm của chú anh chị. Thấy nó chạy đặt xuống là chút xíu là dính liền rồi. Thì con gắn mối này cô chú anh chị biết rồi, nó rất là ngon, ăn nó ngon lắm. Nói chung là mồi bén của những dân nhậu á, mà mấy đứa con nít cũng khoái ăn nó nữa, tại vì nó ngon, thịt nó ngon lắm, nó đặc sản mà. Rồi Vũ đi tìm cái nơi để bẫy ha, hy vọng hồi là bách phát bách trúng cái nào cũng dính ha. Thì ở bên đây là bên sông nhà Vũ nha cô chú anh chị. Đó, thì Vũ lựa những cái bờ chuối gì nè, tại thấy nó chạy trong đây nhiều lắm ha. Đó, cái một cái thì bỏ hai con thôi, không cần nhiều, cứ dẹt ra đường trống trống rồi để lên cô chú anh chị đó, vậy thôi ha. Đó, dế nó bò bò bò, nó gắn mối đi ngang chạy ngang, thấy là bắt buộc nó phải vô, không có đường nào không vô, nhảy dính lắm. Đây có cái lỗ trống sẵn nè, cho cái bẫy vô một cái. Đó, cho mình về trống trống ra cho nó thấy con dế mình bò đó. Rồi thế thôi, vuông nuôi cá. Vũ đi đặt trong cái vuông nuôi cá của người ta của chú anh chị. Nãy giờ thì ngồi trong nhà cũng được hơn 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ mình đi thu gom gắn mối về thôi. Nói chung là hôm nay Vũ không có đi thăm lập cá nha, hôm nay Vũ đi đặt thôi, mai mốt rồi mình sẽ đi thăm. Kỳ gì? Ủa? Dế đâu mất tiêu quá trời. Chắc nó nhỏ quá nó ra được rồi đó. Rồi, ui nó bị con gì ăn á, sao mà lật cái lợp luôn vậy? Em gắn mối chút xíu con vô đi, con này nhỏ hả? Bụi tre khá là mát mẻ luôn cô chú anh chị, chỗ này làm gì không có gắn mối được. Chà bá gắn mối luôn. Trời con này vô mà chiên giòn ha, nhét đậu phộng vô một cái thôi luôn. Quá bự. Dễ ăn lắm cô chú anh chị ơi, thấy mình bỏ mồi vô là lụm liền à. Con mồi nó cử động đây, nó chi ngang là nó thấy liền, con mắt này nó rõ lắm nha. Nè, con mắt nó sáng cực kỳ luôn. Bởi vì con mồi mà động địa cử động nhẹ cái là nó biết liền. Hay lắm. Qua đã. Trời ơi, cái lợp của Vũ. Trời ơi, sao lấy đây? Ôi, trên đây mát ghê quá chú anh chị. Bị mấy con bị bẹp nó khóa nè.
còn đựng con. Con dế vũ nhỏ, vũ bỏ vô đây nè cô chú anh chị. Nó nhỏ quá nó lọt ra ha. Nó lọt ra trơn, sáng giờ thăm nãy giờ mấy cái lọt ra trơn. Bên phần mộ của năm mình có đặt hai cái nha cô chú anh chị. Hai cái này không dính. Lấy em liền. Nói chung là vũ làm nó hơi nhỏ ha, chứ mà vũ làm hơi bự bự á. Đây, như vũ làm cái lợp trước của vũ là vũ làm bự nè, lợp sau là vũ làm nhỏ. Bự á thì cô chú anh chị biết sao không, nó vô hai ba con luôn đó. Nhưng mà con này là bự lắm rồi, con gắn mối này là cái này là nó thành thương phẩm rồi cô chú anh chị đó. Một con nữa ha, trời con nhện đâu đây gì. Đây đây cô chú anh chị cặp mấy xong rồi, con gắn mối nó còn nằm ở ngoài, nó chưa có vô nữa, nó gình cái lợp kìa. Ơi vô con rồi, vô con, còn con ngoài. Ơi con nhỏ à, vô con của nó, con bự nó chạy vô đó rồi. Rồi con rồi, con vô về vô thả vô chuồng vô nuôi nó luôn. Vũ có cái chuồng giống như chuồng heo vậy của chú anh chị. Còn nhỏ xíu cũng vô, quất hết bàn dế luôn. Đây, cái lợp này của Vũ còn dế nè. Vũ đặt lại nữa ha. Vũ thấy dính nữa rồi đó. Nhưng mà ở trong đây nè cô chú anh chị, nó có một cái tổ ong dù vẻ bự lắm. Không, nó gượt Vũ hết lần rồi. Còn cái lợp Vũ phải đặt cái mé sông dưới đây. Đây. Đó, để vô lấy cho cô chú anh chị xem ha. Phải cầm cái cây gì nè cô chú anh chị, cầm cái cây dính giữa gì nè, nè. Để cho cái lợp ấy cứng lại á, chứ không nó ủi lặt lợp luôn á. Thấy vậy con gắn mối này nó gặp dế trong chỗ là làm dữ lắm. Nó tung tung cái lợp luôn. Bự ha. Đó. Con này chập bá luôn chứ không phải nhỏ đâu nè. Đã. Dính không đây. Rồi dính luôn. Dính luôn mà con gắn mối con. Vậy mà cũng vô ăn dế hết trơn nữa nè. Con này nhỏ. Nó ăn cục đầu con dế luôn trời. Mấy con gắn mối này đẻ tàn sát luôn á cô chú anh chị. Nhưng mà giá của nó thì rất là cao ha. Nhưng mà Vũ thì hiện tại Vũ chưa có đầu ra cái con gắn mối này. Nếu mà có đầu ra Vũ làm bẫy nhiều nhiều á, Vũ mưu sinh với cái nghề luôn ngon á. Tại vì Vũ theo Vũ biết giá trên thị trường thì nó rất là cao ha. Nhưng mà Vũ chưa có lái để thu mua gom gắn mối này. Gắn mối này cũng người ta cũng nuôi lắm á. Mình bẫy theo cái cục lùm che chuối rồi nè. Nhất là mấy bờ chuối á, nở nhiều lắm. Cục lùm che gì mà không có gắn mối nè. Vũ dẹt trong lỏng luôn. Hai con dế còn y thinh nè. Thì hôm nay Vũ bẫy cũng được mười mấy con của chú anh chị. Mà không phải Vũ thăm lần nha, Vũ thăm nhiều lần lắm rồi đó. Tại vì mình phải đi thường xuyên á. Với lại hôm nay mồi của Vũ không có nhiều, cho nên bẫy được mười mấy con là cũng ngon lành rồi đó. Với cộng cái hai con hôm qua nữa nha. Nói chung là dính không nhiều của chú anh chị. Mà Vũ chỉ quay được vài con cho cô chú anh chị xem mà nãy giờ. Thì bây giờ Vũ về cho tắm rửa đây. Mấy con này Vũ gọng lại. Ngày mai chừng 20-30 con gì đó, rồi Vũ sẽ đem đi bán cho cái ông anh ở ngoài cũng xa nhà Vũ ha. Thì lúc trước Vũ cũng ưa bảy gắn mối để bán cho ổng á. Ổng ăn dạng như mà ổng chỉ bệnh gì đó cô chú anh chị. Nói chung là cái gì chưa bằng cái gì cho nó chuẩn ta. Giống như mình bị tiểu đêm á cô chú anh chị. Không biết mình Vũ chỉ biết vậy thôi đó. Vũ cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ha. Hồi nãy giờ cũng đã xem video của Vũ hôm nay đi thăm lợp gắn mối nè. Trên tay Vũ thì chuyến này là chuyến thứ 3 Vũ thăm rồi. Được 4-5 con nè. Nói chung là chuyến 4-5 con à. Cũng ngon.